Dạ, thì hôm nay là hội trường chúng ta có một cái buổi chia sẻ hiệu quả từ các bác khách hàng đối với thiết bị GH của mình á. Thì trước tiên cô có thể chia sẻ tên hoặc địa chỉ của mình ở đâu không ạ cô? Chào con. Dạ, chào cô. Cô tên Phạm Thị Thu Nguyên. Dạ. Nhà cô ở ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Dạ. Năm nay cô 66 tuổi nha. Dạ, cô 66 tuổi rồi ha. Dạ, thì trước khi cô trị liệu với thiết bị GH của chúng con á, thì cái tình hình sức khỏe của mình như là mình có những cái triệu chứng gì á cô? Đó, cũng bệnh nhiều à. Cô cũng bị tim lâu rồi. Dạ. Nhưng mà ổn rồi, cô cũng mới cao. Dạ. Tiểu đường thì cũng hơi cao. Dạ. Nhưng mà nó cũng không đến nổi. Dạ. Nhưng mà hôm đầu năm á, cô bị mất ngủ. Dạ, bị mất ngủ. Mất ngủ mà ngủ không được luôn á nha. Dạ, mình mất ngủ bao nhiêu lâu cô? Ngủ cũng có tháng, 2 tháng vậy đó. Dạ rồi. Rồi cái hôm đầu năm đó cô gặp với cô bạn mà thân của cô luôn. Dạ. Ngồi ở đây hồi cái hội trường mở là vô ngồi liền luôn, giờ chắc cũng được 5 rưỡi rồi đó. Dạ. Nó mới rủ, hôm trước có rủ cô 1 lần. Cô cũng làm biến, cô không có đi. Cái nó nói hồi mày mất ngủ nhiều quá, rồi mày nghe lời tao đi. Đi ngồi ngủ được dữ lắm, thấy ai cũng ngủ được. Cái cô mới nghe lời, cô đi ngồi, cô ngồi được mới là năm tây tháng 1 là cô vô á. Dạ. Thì đúng tuần sau là cô ngủ được. Đúng tuần là cô ngủ được đó. Mình đi trị liệu là chỉ có 1 tuần sau là mình ngủ, mình cải thiện giấc ngủ trước. Ngủ thấy là cái cảm nhận đầu tiên là được ngủ ngon. Dạ. Ngoài vấn đề là tim mạch của cô nè, giấc ngủ của cô nè, rồi tim, rồi tiểu đường và cái vấn đề xương khớp của mình của cô nó tốt hết hả cô? Chưa, lúc đó mình mới có 7 ngày thì mình chỉ cảm nhận được cái ngủ thôi. Dạ. Ngủ thì thấy ngon là thấy cũng mừng rồi đó. Thấy ngủ ngon là mình không có ngật nhừ, không có khó chịu, không có mệt. Từ cái chừng 2-3 tháng sau á, cô 2-3 tháng sau là cô thấy cải thiện nhiều á. Dạ. Tại vì cô cũng có bị giật bẻ cái chân. Dạ. Cô hay bị giật bẻ cái chân lắm. Dạ. Nhưng mà thời gian cái cô hết nào cô không hay. Dạ, là không ý cũng như cũng như ví dụ đó cô thẳng cái chân cái là cô bị giật bẻ liền mà đau dữ lắm, mà sao lại cái bữa đó cô tình cờ cô thẳng cái chân mấy lần mà sao cô không thấy nó bị nữa. Dạ. Rồi cái mấy tháng nữa cũng như là nó cũng kéo dài từ từ nha, chứ không phải là nhanh à. Dạ. Thì cô thấy da dẻ đẹp lên, thấy hôm nay hồng hào lên. Dạ, cái đó là thấy thấy được cái đó nhất á. Cái để cô thấy cô cũng khớp cô cũng có, nhưng mà cái kỳ đó cái cô nằm viện được, cái kỳ đó cô bị bệnh là mấy tháng, nằm cũng mấy tuần đó. Dạ. Cô đi cô bị sốc nhiệt. Dạ. Cô về cái cô thấy bị nó bị đau khớp gối, nó bị với sao trị bệnh đó rồi là nó bị đau khớp gối. Dạ. Thì con bà khớp gối mấy tháng thì nay ổn rồi đó, nay cô thấy cũng hết nhất rồi. Dạ rồi. Rồi cô đi thử lại đường mỡ, cũng như thử lại men gan, thử hết lại thì thấy nó ổn hết. Dạ, là khi mà cô trị liệu khoảng hơn bao nhiêu tháng thì cô đi xét nghiệm lại hả cô? Cũng 6 tháng sau cô, tại thường thường cô thử mấy cái đó thì 6 tháng cô mới đi. Dạ, nghĩa là khi mà cô trị liệu với GH của mình được 6 tháng thì cô sẽ đi xét nghiệm tổng quát trở lại. Và khi mà xét nghiệm xong á thì các chỉ số như là tiểu đường, mỡ máu, men gan cô là nó ổn hết luôn. Nhưng... và hiện tại bây giờ là cái khớp gối của mình cũng được cải thiện luôn. Bớt đau. Cải thiện được bao nhiêu phần trăm cô? Cũng nhiều à, 70-80% à. Dạ, 70-80% luôn. Tức là cô đi cũng được á, cô đi cũng nhắc luôn á. Dạ, bây giờ thì cải thiện được như vậy. Dạ, thì khi mà cô trải nghiệm GH cho chúng con á, thì qua cái thời gian mình tìm hiểu với mình trải nghiệm thiết bị á, thì cô có cái lời đánh giá nào dành cho thiết bị cũng như là nhân viên của tụi con và hội trường như thế nào không cô? Cái máy thiết bị này thì cô tin tưởng lắm ạ. Dạ. Tại vì cô thấy là tại vì cô hồi xưa cô cũng làm trong bệnh viện, cô cũng hiểu. Dạ. Cô cũng hiểu là cái máy này nó trị về cái gì, nó tốt về cái gì. Dạ. Thì nó cải thiện được cái máu của mình. Dạ. Cũng như cái máu của mình thì nó dơ, nó đóng cục, nó đủ thứ chuyện thì nó làm cho mình đủ thứ bệnh. Dạ. Thì cô thấy ngồi được, nay là cô được 9 tháng đúng á. Dạ. Thì cô thấy trong người nó khỏe. Dạ. Máu rồi trong người mình thấy nó không còn bị lên đầu, không còn lên não nhất, khó chịu, ngủ khó chịu rồi thì nó hết á. Dạ, hết mấy cái vấn đề đó rồi. Cô thấy cái hiệu quả của nó cũng được nhiều lắm, cũng như là cô cũng tin tưởng luôn á. Dạ. Còn tụi nhân viên của con như là nhân viên tư vấn ở đây thì được một cái là rất là vui, thân thiết lắm. Và cái thứ hai nữa là cũng lắng nghe từ tụi con những cái ý kiến, cũng như những cái ý kiến mà người ta thắc mắc, người ta không tin tưởng, người ta
cũng có những cái nghi ngờ đó, thì tụi con giải thích rất là rõ để cho người ta, cô thấy là hội trường mình lúc này càng ngày là càng đông á, Dạ, thôi thứ cũng là như nhiều. là người ta nghe được cái người ta, cũng như người ta tin xong người ta giới thiệu cho người này người kia, là cô thấy hôm cô về tới giờ là cô vô tới giờ là cô thấy càng ngày cái hội trường mình càng đông lên, thấy cũng mừng á. Dạ, thì khi mà cô cải thiện như vậy, mình thấy sức khỏe mình tốt như vậy, thì cô có cái lời khuyên nào dành cho các bác mình đang trị liệu với thiết bị RH tại hội trường không cô? Thì cô mong là cũng như là nếu là cô mà cô có đủ điều kiện á thì cô cũng mua máy á, tại vì Dạ. cô thấy nó rất là tốt. Cái thứ hai là mình mua mình trị cho mình, cho gia Dạ. đình mình. Cô cũng có cái tâm nguyện là cô ví dụ những người nghèo xung quanh mình hay những người già mà mình biết đó là mình cũng giúp người ta được đó, cũng như là Dạ. nhưng mà tại vì qua Covid rồi là cô không còn điều kiện nữa. Dạ. Nhà tụi cô nó cũng ảnh hưởng quá. Thành Dạ. ra nhưng mà mong mấy cũng như là ai có điều kiện thì nên mua máy, tại vì mình ngồi lên được, có như mình ngồi có 30 phút mà mình thấy nó cải thiện được rất là nhiều. Thì thành ra nếu mình ngồi đúng đúng cái liệu trình, đúng cái máy này, một ngày là mình ngồi được 2 lần 1 tiếng đồng hồ thì cô thấy rất là hay, có thể Dạ. là mình khỏe luôn á, mình được hết bệnh luôn á. Thì ai có điều kiện thì nên mua máy. Dạ. À, thì con rất là cảm ơn những cái là chia sẻ rất là chân thành của cô Nguyên dành cho thiết bị RH của chúng con. Dạ thì các bác mình cũng nghe cô Nguyên chia sẻ đó, thì các bác mình hiểu được RH như thế nào, thì thứ nhất là mình cố gắng mình kiên trì mình trị liệu nè, và các bác mình có bạn bè người thân thì có thể là chia sẻ giúp để hội trường chúng ta hoạt động ngày càng ổn định hơn. Thì cô thấy Dạ. như như nhỏ bạn cô mà nó giới thiệu cô, nó ngồi đây là Dạ. 5 rưỡi rồi đó, chắc tôi mai mốt nó cũng mua máy Dạ. đó. Là nó thấy là hồi hồi nó rủ cô là nó bệnh cũng huyết áp, nó cũng có mỡ máu luôn á nha, Dạ. nhưng mà nó có một cái là nó không có con cái thì nó không có ảnh hưởng sức khỏe nhiều, nó khỏe hơn. Nhưng mà nó ngồi đây bây giờ là đi lên Chợ Rẫy tổng quát hết là nó không bị gì luôn. Dạ là bạn của cô Là cô là Hồng dạ á, cô Hồng là đi xét nghiệm tổng quát lại là ốm sức khỏe mà ok. xét nghiệm mấy lần luôn ở Chợ Rẫy là không bệnh gì hết luôn, đó Dạ. là bác sĩ nói là quá tốt luôn á, Dạ. mà nó ngồi đây là 5 mấy rồi. Dạ, các bác mà nghe cô Nguyên chia sẻ ha, không những là đầu tiên là cô Nguyên không có biết thiết bị của mình mà có bạn chia sẻ, rồi bạn cô Nguyên mới rủ cô Nguyên đi, mà bây giờ là cả hai cô đều sức khỏe thì rất là tốt luôn. Nó tốt Dạ. hơn cô nhiều á, mà Dạ. mốt nó còn mua máy nữa đó, nó với nhau Dạ. bạn với em nó mua máy luôn Dạ đó. dạ. Nó nói nè, nó nói tao chắc phải 11, Nguyên nó kêu tao mua máy gì đó 11 GH11 Dạ. thì chắc hai đứa nó sẽ mua, tại vì nó nói là hỗ cho cả gia đình, tại tụi nó cũng ở chung đông á, thấy nó mua cũng tiện luôn, Dạ nó rồi. cũng nên mua máy đó. Còn nếu ai mà không có mua máy ráng lại đi, bỏ thời gian nửa tiếng đi cho đi chơi luôn, đi lên ráng ngồi thì thấy được dữ lắm, cải Dạ thiện dạ dữ rồi. Dạ lắm. con cảm ơn cô Nguyên và các bác đã lắng nghe con chia sẻ. Con cảm ơn cô ạ.